Rồi, xin chào toàn thể tất cả các anh em yêu thân trên màn hình của Quốc Kha. Thì hôm nay mình sẽ chơi nhạc trên Tidal. Tidal là phần mềm nghe nhạc online của quốc tế nha các bạn, của bên nước ngoài nha, không phải của Việt Nam sản xuất đâu nha. Thì mình sẽ chơi qua thiết bị server music của mình, đó là cục NUC này ha. Thì mình sẽ chơi qua kiểu giống như là cho nó lên cái kiểu là upscaler, có gọi là format về DSD 64 ha. Hoàn toàn tất cả các file trên Tidal chỉ đạt được ở mức là 24 bits, 192 kHz là tối đa nha, tùy theo album chứ không phải là cái album nào cũng lên được cái thông số đó. Và bây giờ mình sẽ chơi nhạc qua con server music NUC, mình sẽ lên tới DSD 64 luôn, tất cả các file không kể từ file 44.1 cho tới 192 nó đều convert về DSD 64, nghe nó rất là đã tai ha. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ chơi như thế này. Rồi mình sẽ kết nối vô phần mềm mConnect nha, trước tiên ha. Rồi mình sẽ cho cái con NUC của mình sẽ nó nhận UPnP qua đây. Rồi mình sẽ play bài hát cho các bạn nghe thử nè. Đây là bài mới nè của Phương Phương Thảo nè. Thấy đang rầm rộ trên thay đồ á. Ok, bấm play là sẽ hát thôi. Rồi các bạn nói với con đác nè, nó báo gì nè nha. Rồi, play một cái cho nó chạy. Ở trên đây cái file chúng ta là nhiêu? 16 bit 44.1 cassette đúng không? Rồi các bạn ngó con đá của mình nó báo nhiêu nha. Mộng đã tàn, chìm dần trong quên lãng. Con đá của mình đang báo là DSD 2.86, có nghĩa là DSD 64 nha các bạn. Đó. Quen bờ mi mắt của nàng, lệ ướt mi hoen sâu và trái tim nguyện thề không thay đổi. Dù tuyết rơi xa băng ngày trôi, chỉ nắng tay người đi mãi không say cùng giấc mơ muôn đời. Cầm bàn tay em nhắm đôi mắt lại, tìm về trong ký ức thời gian đôi ta đã bên nhau và cùng mơ ước xa xôi. Làm con tim em đã nói
theo gió mây đang dần. Rồi ha, vậy là mình đã chơi trên cái phần mềm nghe nhạc số trực tuyến online trên Tidal ha. Thì cái phần mềm này thì nghe nhạc trực tuyến bắt buộc các bạn phải mua tài khoản nha mới chơi được nha. Còn không có tài khoản là chắc chắn là sẽ không chơi được nha. Thì mình đang cung cấp tài khoản này là 700.000 một năm nha, bảo hành đúng 12 tháng luôn. Chơi tài khoản Tidal ở Việt Nam thì chắc chắn không thể nào mà tránh được những cái lỗi giống như lỗi bị đang sử dụng hoặc là sử dụng 3-4 tháng hoặc là 5-6 tháng á, chúng ta phải thay cái tài khoản một lần nha. Cái điều này là không tránh khỏi ở khi các bạn chơi tài khoản Tidal ở Việt Nam nha. Và các bạn không muốn cái rắc rối này, các bạn cứ nhập cái thẻ Visa vô mà mua trực tiếp ở trên cái hệ thống Tidal luôn. Nó bán với giá là 21 đô một tháng. Một năm chúng ta phải trả nó là khoảng hơn 5 triệu ha, tiền nghe nhạc. Ok, các bạn tùy theo các bạn cân nhắc các bạn chơi sao thôi. Thì đó, bên mình cung cấp là 700.000 một năm. Nhưng mà mình nói trước, hai khoảng chừng 3-4 tháng này chúng ta phải đổi tài khoản một lần. Còn cái playlist các bạn cứ yên tâm, mình sẽ backup qua từ cái tài khoản cũ qua cái tài khoản mới cho các bạn luôn. Thì đối với mình là mình sẽ đăng ký tài khoản chính chủ nha. Chính chủ có nghĩa là đăng ký bằng trên cái hộp mail của các bạn á. Khi mà đăng ký xong thì Tidal nó sẽ gửi cái mật khẩu vào cái hộp mail của các bạn. Các bạn mở mail lên và nhập cái mật khẩu vô. Và chúng ta có thể thay đổi mật khẩu tùy ý luôn. Rồi. Nhưng cái vấn đề là chúng ta chơi khoảng 3 tháng, 4 tháng hoặc 5 tháng tùy theo. Một năm bình quân là chúng ta sẽ đổi cái tài khoản lại khoảng từ 2 cho đến 4 lần tùy theo nha. Mình không chắc được là nó đổi sẽ bao nhiêu lần. Tối đa là 4 lần ha. Có khi chỉ đổi một lần, 2 lần thôi là xài cho đến đủ 12 tháng luôn. Đó, thì bên mình có hỗ trợ các bạn cái vấn đề này. Vấn đề là ví dụ như tài khoản nó bị khóa tài khoản cũ rồi chúng ta kích hoạt trên tài khoản mới thì mình sẽ hỗ trợ các bạn chuyển toàn bộ cái playlist của các bạn qua bên cái tài khoản mới luôn nha. Đó là phần mềm Tidal ha. Còn WeBot thì các bạn muốn chơi cũng được nhưng mà mình không có mặn về cái WeBot. WeBot giá thành nó mắc hơn 800.000 năm. WeBot thì nó lộn xộn quá, mình không thích cái WeBot gì mấy. Nó lộn xộn về cái playlist quá, nó không có đồng nhất được. Nói chung là nó sẽ ẹt chung một cái server gì đó, nói chung là vậy. Nhưng mình cũng không có thích các thằng WeBot mấy, tại vì WeBot nó bảo mật cao quá, mình chỉ làm tài khoản được, chúng ta nghe được trọn bộ luôn, nhưng mà về cái phần playlist nó hơi lộn xộn chứ chỗ đó. Với lại một năm cũng phải vậy thôi, cũng phải kích hoạt lại 2-3 lần, 3-4 lần vậy đó ha. Thằng WeBot cũng như vậy thôi, nhưng mà WeBot thì cái playlist của nó mình cảm thấy nó lộn xộn quá, nó không theo cái playlist của mình giống như cái hàng Tidal được. Tidal nó giống như là đặt đăng ký kiểu của mình luôn á, chơi nó thoải mái hơn, nó dễ hơn. Đó. Thôi tùy theo các bạn chơi sao thì tùy các bạn thôi. Thì mình cũng cung cấp đầy đủ cho các bạn á, thì mình sẽ nói trước những cái khuyết điểm của nó ha, cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó. Rồi thì các bạn muốn nghe nhạc trên Tidal với WeBot hay bắt buộc phải qua phần mềm thứ ba là MConnect ha. Ngoài ra phần mềm mà Connect nó hỗ trợ VNB, các bạn phải sử dụng thêm nếu muốn các bạn muốn nghe hay hơn nữa, nhiều cái tính năng upstandard hơn nữa, chắc bắt buộc phải qua cái con NUC ha. Xài phần mềm Jiver Center Media 29 thì nó phải có cái tính năng đó, thì nghe nhạc nó trên trực tuyến trên Tidal hoặc là WeBot nó sẽ hay hơn ha. Tất cả các file nó đều convert về DSD64 cho chúng ta nghe hết ha. Nó gọi là upstandard. Rồi. Ok, mình cũng xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.